nha không? Dạ. 2 phút làm sao lấy lực lòng cổ mày để nhấn nút chọn nha không? Dạ. Tôi về tôi nói thêm cho. Trời đất ơi. Mày mốt đi hẹn bạn gái đừng có mặc quần cao quá nha. Dạ. Ống hơi cao quá nha. Dạ. Mặc quần ống dài dài xíu ha. Mình che hai cái cây đũa đũa bếp lại nha. Rồi đến quan coi coi sao tình hình sao nha. Dạ. Hả? Chào. Chào bạn. Dạ chào. Bạn tên gì? Dạ em tên Thông ạ. Thông hả? Lý Thông. Lý Thông hả? Dạ ông Lý Thông. Cái gì Thông? Em là Phạm Chí Thông. Phạm Lý Thông. Chí Thông. Lý Thông. Anh cứ ép tôi vô cái Lý Thông hoài vậy. Nhiêu tuổi rồi Thông? Dạ em nay 35 tuổi ạ. 35 hả? Trời ơi. Ngay tuổi luôn ha. Dạ sinh năm 79. Rồi Chí Thông năm nay 35. Rồi Chí Lý Thông năm nay 35. Chí Thông. Rồi Chí Thông. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Khán giả chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, bạn tên gì nè? Dạ em tên Mai, năm nay em 30 tuổi. À, Mai hiện giờ đang công tác ở đâu? Em làm nhân viên văn phòng trong trường học bên quận 6. Làm ở đó được bao nhiêu năm rồi em? Dạ em làm 6 năm rồi. Rồi hiện giờ là mình ở với ai nè? Dạ em ở với ba mẹ. Rồi trong nhà có khi nào nói sao mà 30 rồi mà chưa lập gia đình không? À, trong nhà em không có nói nhưng mà nhìn không à. Nhìn cứ... là sao? Giống như thấy người ta hàng xóm hay là ai á, có thiệp mời hay là con người ta có bạn trai bạn gái tới lui. Còn em á, lủi thủi trong nhà nên. Mà trong nhà em giờ còn anh chị em nào chưa có chồng có vợ không? Trong nhà em còn một người anh lớn với lại em với nhỏ em Út là chưa có gia đình. Chà, nhà dạ. bộ là cái truyền thống có gia đình trễ hả? Dạ, hình như em cảm thấy như vậy. Ủa nhưng mà em thấy mọi người lấy chồng hết em có nôn không? Thì cũng buồn chút. Em cũng rất là duyên dáng như vậy mà rồi sao không có bạn trai? Dạ, lúc trước em có nhưng mà hiện tại thì em không có. Hiện tại là được bao lâu rồi? Gần 2 năm. Trời đất ơi, 2 năm qua là phòng không chiếc bóng rồi đi làm đi đồ sớm hôm về một mình vậy đó hả? Dạ. Lý Thông đưa đi được không? Bạn bên kia là phòng không chiếc bóng 2 năm nay rồi. Còn bạn Thông là phòng không chiếc bóng bao lâu rồi? Em 7 năm rồi. 7 năm rồi? Wow. Trước đó 7 năm có mấy mối tình? Trước đó thì em cũng đi học rồi mới đi ra làm. Rồi cũng không có quen bạn. Bạn làm nghề gì? Dạ hiện tại giờ em làm chuyên viên điện tử. Chuyên viên điện tử hả? Nhưng mà Thông ơi, bạn có cái khuyết điểm gì không? Bạn sao mà 7-8 năm trời mà không có được một mối tình nào? Dạ em thưa chị, em có một cái khuyết điểm này cũng lớn. Là hơi nóng rồi. Hả? Hơi nóng? Hơi nóng. Hơi nóng. Nóng quá nổi mụn đó em. Dạ, em nổi đầy luôn. Hay là rồi bạn có kém quá không? Bạn thích cái người con gái làm sao? Dạ em cũng thích người con gái, nhìn dễ thương là được rồi chị. Nó không cần đẹp. Trời bên đây quá dễ thương luôn. Ủa nhưng mà em tuổi 35 phải không? Dạ em sinh năm 79 chắc. 79 là 35 tuổi đúng không? Dạ 35. 35 em biết con gì không? Dạ con dê. Có ai gặp em nói ông này dê quá không? Dạ không, tại em không có dê. Tuổi mùi thường lận đận lắm á. Bây giờ dạ, năm nay rồi. Là mình đúng tuổi dê luôn. Bây giờ năm nay mình quyết chí mình thả dê đi nha. Rồi chị sẽ tạo điều kiện cho Lý Thông được dê không? Dê nó kêu sao? Dạ, kêu bé. Bé he hả? Bé. Ông nó kêu mình hơi dài thử coi. Bè. Lớn lên sẽ kêu lớn quá sợ. Kêu lớn sợ hả? Mai ơi, 30 rồi là cũng lớn rồi đó. Dạ. Mà bản thân em có thấy là bây giờ mình chưa có người yêu, chưa có chồng là muộn không? Dạ, cũng cảm thấy hơi muộn. Bây giờ muốn chưa? Trong bụng là ưng chưa? Ưng thì chị mới làm mai làm mối được. Dạ. Ưng rồi ha. Ưng rồi nhưng mà sở thích bên đó là cái gì để nói cho bên đây nghe tôi biết. Bây giờ sở thích của em thích cái người bạn trai thì sao nè? Sở thích nè, biết chăm sóc gia đình, biết lo lắng hay là nói chung tiết kiệm hay nhưng mà nói năng động hay gì? Dạ hơi nhiều à nha. Biết lo cho mọi người rồi tiết kiệm rồi năng động. Ok, bạn đòi hỏi nhiều là cũng tốt thôi, mình phụ nữ mà mình muốn gửi gắm cái bản thân mình phải lựa chọn. Nhưng mà trước tiên thì mình cũng phải nói về mình một chút xíu. Thì bây giờ em thì em có cái sở thích gì? Nấu ăn. Nấu em rảnh rồi là em nấu. Nấu ngon không? Nấu dành cho những người mà giống như người ta chưa biết nấu hay người ta không biết nấu thì khen mình ngon. Kỳ vậy? Chí Thông. Dạ. Bạn bên kia có cái tài nấu nướng bạn thích không? Dạ thích ạ. Sở thích của bạn là gì? Đi dạo ngắm hoàng hôn. Đi dạo ngắm hoàng hôn.
thấy cái gì khi đi dạo? Đi dạo phố, đi dạo mình ngắm cái mặt trời về chiều. Đi con mình mà ngắm mặt trời thấy thích hả? Dạ. Rồi em hỏi tụi em hỏi bên đó coi thích mẫu người thế nào đi. Mẫu người lý tưởng em thích người đàn ông là sao? À, chỉ cần cao hơn em chút hả? Cao từ 1m65 trở lên. Rồi, rồi. Dạ. Sao nữa? Đừng mập quá. Trời, bên đây không. Ngon. Không, ngon. Không để rau. Không để rau. Thuốc. Không hút thuốc. Dạ. Bên kia có hút thuốc không vậy? Chưa có hút, giờ bỏ rồi. Đúng rồi, phải bỏ thuốc. Dạ. Dạ. Rồi, đó gì trải qua mấy mối tình rồi? À, 2 mối tình. Lý do sao chia tay? Tại vì có không hợp về những cái bất đồng quan điểm. Em không thích gì ở người phụ nữ mà bất đồng quan điểm? Nói dối mà tình về tình cảm. Tức là yêu người khác mà nói yêu em hả? Nó bắt cá 2 ba tay á. Em đó giờ có bắt cá 2 tay không? Dạ. Có 2 tay thôi, đâu ra 3 tay ông. Em thì nói em có cái đặc điểm là em quen cô nào biết cô đó không? Quen xong cô đó mới quen cô khác. Dạ không. Chia tay đi rồi mình làm gì làm. Giờ nhắm sao này, em lấy mấy vợ nè. Trời cái gì vậy? Dạ. Gì Linh? Để hỏi thử coi nhắm là lấy mấy vợ. Em tuổi này giờ em xác định với 1 vợ. Chắc không? Dạ, chắc. Mấy bồ? Một vợ với 1 bồ. Một vợ 1 bồ hả? Dạ không, 1 bồ xong rồi tới vợ. Một vậy bồ, ta lấy ngược bồ đó là thôi. Là lấy cô bồ làm vợ nha. Dạ, lấy bồ làm vợ. Một vợ kỳ lắm nha. Nghe Mai nói hết rồi, bên kia cũng nghe luôn rồi. Bây giờ bên kia người ta yêu cầu người phụ nữ là phải chung thủy. Mà em có chung thủy không? Em chung thủy. Để tôi coi. Coi vậy nè. Dạ em chào chị. À, chào bạn. Dạ. Mặt hiền vậy đâu có gì lý thông gì đâu trời. Dễ thương, đúng rồi, dễ thương lắm. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ cũng muốn rồi chị. Một vợ một chồng thôi nha. Dạ. Có lăng nhăng lít nhít nha. Dạ. Chứ bên đây là người ta đàng hoàng tử tế lắm á. Tôi làm Mai rồi mới có cái gì tôi chịu trách nhiệm à. Hứa à nha. Dạ hứa. Dễ thương lắm, ráng nha không. Dạ. 2 phút làm sao lấy lực lòng cổ mày để nhấn nút chọn nha không. Dạ. Tôi về tôi nói thêm cho. Trời đất ơi. Mai mốt đi hẹn bạn gái được cái mặc quần cao quá nha. Dạ. Ống hơi cao quá nha. Dạ. Mặc quần ống dài dài xíu ha. Mình che 2 cái cây đũa đũa bếp lại nha. Rồi đến quan coi coi sao tình hình sao nha. Dạ. À, chào bạn. Dạ. À, rất dễ thương luôn. Dễ thương. Thì mới vậy. Tròn tròn được ha. Ở bên tròn bên nó bớm được ha. Đồn dữ chưa? Dạ, đang hồi hộp. Bây giờ nghe nghe giọng nói kia thấy sao? Giọng cũng ngọt ngọt hiền hiền giống em. Không sao, em về bảo đảm em là bà chủ á. Về là em coi như quản lý hết luôn á. Ông đây hiền lắm. Được không? Rồi cắm màn lên. Ăn thua người trong cuộc vẫn là quan trọng nhất nha. 2 phút để mình cảm nhận coi đối phương đó có thuộc về mình hay không. Rồi. Nè. Đó. Hồn luôn đó. 2 phút bắt đầu. Dạ chào em. Dạ chào. Em thường cuối tuần em thường đi đâu? Em ít đi chơi lắm, em ở nhà. Sao hay hẹn hò mình có dịp đi chơi không? Em cảm thấy được thì em đi. Thường là em thích đi ở đâu? Em thích đi vô Thảo Cầm Viên chơi không? Thảo Cầm Viên, cái đó dành cho con nít. Có người lớn em thấy cũng vô này chứ. Tìm. Hỏi vô sở thú làm gì đâu. Chứ bạn gì thú làm gì? Ý em hỏi là có yêu thú cưng không á? Yêu nhưng mà thú. Thường em đi sở thú em vô em làm gì? Mình coi những con thú. Rồi 2 người vô trọng coi thú không hả? Bây giờ thích tính chuyện tương lai đi. Rồi chừng nào ví dụ như giờ yêu nhau được thì chừng nào cưới. Rồi gia bình đình hai bên chịu không? Cái gì mà thú vật không vậy? Dạ. Kế hoạch sinh con đẻ cái. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Ba là 62, mẹ 57. Ba anh thì cũng 64 rồi, mẹ anh 63. Anh sống và làm việc ở đây? Dạ, làm việc ở đây. Quê anh ở đâu? Quê anh ở Nam Định. Ừ. Nhưng mà là ba Bắc, mẹ Nam. Nên là anh sinh ở đây từ nhỏ đến lớn. Nhà anh có đông anh em? Có 2 anh em à. Có 2 anh em, 2 anh em trai, 2 anh em gái. 2 anh em trai. Chưa gì tôi thấy cô lấn lướt người ta rồi đó cô Mai. Cô vừa cô cho người ta hỏi cô với chứ cô Mai. Dạ, giờ anh hỏi tiếp đi rồi. Đi giới thiệu ha. Ba 64, mẹ 62, anh 61. Nhanh lên, nhanh lên, thời gian có hạn. Vậy em thấy anh thế nào? Đó, vậy đi. Thôi ốm. Đó. Em tròn chút được. Em phải khen cái trán nè. Đó, trán đẹp không? Quyền Linh. Trán thông minh lắm á. Dạ, trán thông minh. Em không được thông minh, chỉ có được chịu hay làm thôi. Này, 2 người bù qua sức lại. Hay làm mà được rồi. Dạ. Đó, mà giờ thấy được chưa? Mình lớn tuổi rồi đó. Lớn đâu bằng chị Cát Tường đâu. Anh đi còn 30 giây nữa hết giờ rồi đó. Theo anh thì thấy em như thế nào? Em rất là good. Hỏi sao? Đi yêu anh không? Hỏi luôn đi. Không được anh ơi. Hả? Mới gặp mà. Thì kệ hỏi đi coi sao. Em có thích anh không?
Sau này thì mới biết được đó. Vậy sau 30 giây này mình bấm nút hẹn hò nha em. Dạ. Hết giờ. Rồi, để tay xuống bấm đi bạn. 1 2 Biết qua kia coi, kia coi, có bấm không vậy? Biết qua bển đi. 3 Hết thời gian. Anh vừa phải anh Linh. Đến 3 xong anh cũng phải cho người ta dài khắc để mà cái màn hình nó kịp hiện cái tim lên chứ. Sao em hết thấy thời gian. Tim mình đập sao rồi? Đập quá trời. Quá trời hả? Yêu lúc này thấy muộn chưa? Dạ không anh. 35 tuổi rồi đó, muộn chưa? Mình chọn được người thích hợp mà mình không có muộn. Thấy thích hợp chưa? Dạ thấy thích thích. Thích gì nhất nè? Dạ nói thích gì nhất nè. Nhìn cổ đi, thích gì nhất nè? Nhờ khuôn mặt có thể giả thiện cảm. À dễ thương. Không mấy giờ xin cổ nắm tay nhau một cái đi. Nắm tay. Rồi chúc mừng hai bạn. Bạn bên kia có đau tim cũng lo nha. Bên đây cấp cứu 24/24. Đây là một trong những hình ảnh mà người ta thấy rằng đây là muộn đó. Yêu vậy muộn là đấy. Muộn nè. Nhưng mà em nghĩ yêu muộn như cặp này vậy mà nhiều khi nó chắc chắn. Rồi chúc mừng bây giờ cặp mình đôi sẽ đến cặp đôi thứ hai coi như thế nào. Không biết có yêu muộn không nha. À, rồi thả màn. Em tên là gì? Em chào chị Cát Tường. Em tên là Tôn Nữ Ngọc Mai. Em 26 tuổi. Mai hiện giờ đang làm việc ở đâu? Đang làm cho công ty vẽ hoạt hình. Một công việc rất là thú vị. Một lát nữa chị sẽ khai thác thêm về công việc của em. Bên đây Mai làm về vẽ hoạt hình đó anh Linh. Cái này tôi thích lắm nè. Con gái tôi cũng thích lắm á. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Quý. Làm nghề gì? Dạ, hiện tại là em là viên chức đang là công tác tại phòng bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp hả? Ừ. Bạn thích phim hoạt hình không? Dạ thích. Thích xem phim gì? Em thích hoạt hình của Nhật, hoạt hình Mỹ. Có thích hoạt hình Việt Nam không? Có luôn anh. Bạn làm công chức được bao lâu rồi? Dạ em được 3 năm. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 27. Bạn đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mảnh tình nào vắt vai anh. Thiệt không? Thiệt. 100% luôn. 27 tuổi mà không có mối tình dắt dai hả? Vâng ạ. Từ đó giờ rồi đó giờ em có ôm hôn hay nắm tay ai rồi gì lần nào chưa? Hẹn hò chưa? Chưa luôn chị. Chưa luôn? Vâng ạ. Chưa hôn cái nào luôn? Chưa luôn. Rồi một chút thiệt cho hôn. Trời. Anh tin thiệt không? Nghi quá. Ta nói là còn xin đấy đúng không? Vâng ạ. Hàng hiếm anh. Ở trong cơ quan của bạn có nhiều bạn gái không? Cơ quan em 90% là nữ của anh. Nguyên phòng em có mình em nam. Ủa vậy mà sao không cua được ai là sao em? Là không có một mối tình dắt dai nào là sao ta? Tại gia chị không à. Không có gia em đâu. Chị không hả? Dạ, có gia đình hết. Không có cô nào dưới 27 tuổi chứ hả? Nhưng mà có thì người ta đã có người yêu rồi. Trời ơi sao khổ vậy? Vậy không lẽ 90% cô gái đó không ai làm mai cho bạn một cô nào hết? Dạ có, nhưng mà nói chung là em không hợp. Không hợp? Dạ. Thế nào mới là hợp? Tính em á là hơi nít một tí, thích coi hoạt hình, thích coi chuyện gì nọ, rồi lâu lâu cũng bốc đồng bốc chợt lắm đó. Thì em cũng cái người nào tính giống em vậy đó, thích coi phim hoạt hình là mai mốt bên đây về cho coi thoải mái luôn. Bạn có thể nói cụ thể về người con gái mà bạn thích? Dịu dàng, nói chung là vui vẻ. Tại em thì ở đây em nói nhiều chứ gặp người lại em ngại lắm, không có nói gì á. Bây giờ chắc ế cũng một phần là do chuyện đó đó. Nhát gái không hả? Nhát gái đó anh. Gặp gái có rung không? Rung như cày sấy luôn, chữ nghĩa là bay hết trơn luôn. Bạn rồi. Thích cô gái đẹp hay cô gái là bình thường? Trên mức bình thường chứ còn dưới mức đẹp. Nghĩa là trung bình đúng không? Tí thôi. Đâu có khó đâu, bạn nó rất là thật tình đó chứ. Mình thấy bạn trai bên kia nói rất là thẳng thắn. Thế vậy còn Mai thì mình muốn người đàn ông của mình là người như thế nào? Đừng nằm chơi những cái mà tính đổ từ. Đó là những điều bạn không thích. Dạ. Bạn thích cái điều gì ở người đàn ông của mình? Chững chạc, hiền lành, ít nói xíu. Thích đẹp trai không? Nói chung là em nhìn cảm thấy là mắt mũi miệng nó hài hòa được rồi. Mắt mũi miệng sao mới gọi là hài hòa? Không có lé, không có hô, rồi không dị tật. Nếu mà nhận xét về mình, bạn thấy mình là người như thế nào? Em thì là một con người rất là dễ tiếp xúc, dễ gần. Ai em cũng có thể tiếp xúc được, nhưng mà kết thân với em rất là khó. Bạn có bí mật riêng gì của bản thân mình mà phải chưa có, không có tiết lộ cho người khác không? Hơi xấu hổ tí. Đó là em tới lớp 5 em mới cai sữa. Là sao? Tức là tới lớp 5 thì em mới bỏ
cai sữa mẹ. Bỏ búa hả? Trời ơi, thì nói bú thì nói đại đi, có nghĩa là học lớp 5 là 10 tuổi mà vẫn còn bú mẹ. Nhà có mấy con gái? Dạ thưa, em là con một rồi. À, một duy nhất chứ không có trai gái gì hết á. Dạ. Bà bên kia tính của con nít dễ sợ luôn ha. Rồi, hai người này giống nhau quá. Nhưng mà bạn kia có mối tình nào bắt tay chưa bạn? Em đã có một cái mối tình rất là sâu đậm, là em quen đâu là cỡ 5 năm hơn. Thế tại sao mình phải chia tay? Hồi đó tụi em quen nhau thì còn rất là nhỏ, còn rất là trẻ con. Thành ra cái tôi của mỗi người rất là lớn. Thành ra nên duyên đến tới từ đó được hết rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn trai nè. Bạn sống một mình hoài mà không có bạn gái, bạn không buồn hay sao? Dạ buồn với anh. Mà bạn có đi tìm chưa? Tìm hoài không thấy anh. Thấy là tiêu chuẩn mình đưa ra khó quá. Cũng bình thường như thôi, mọi người thôi à. Bạn muốn cái ngoại hình của bạn gái bằng như thế nào? Ưa nhìn, không mập quá, không ốm quá được rồi. Thấp hơn em tí xíu. Ưu điểm của bạn là gì? Em không có ưu điểm gì hết á. Không có ưu điểm luôn? Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm là nhát. Nhát về vấn đề gì? Khi gặp phụ nữ. Mai nè, hôm nay em đi là ai, có ai ủng hộ em không? Dạ, có một cô bạn thân duy nhất của em là thân tên nó 6 tới bây giờ. Ồ, đâu? Cổ đâu? Dạ, người hàng đầu. À, chào em thấy người bạn trai của anh sao? Dạ, em thấy ảnh cũng lịch sự, dễ cũng hiền. Thấy cũng có vẻ hợp với Mai. Rồi, đó là cũng thấy, là một cái lời nhận xét. Chị nghĩ là rất chính xác, tại vì bạn thân của mình mà. Em còn có yêu cầu gì nữa không? Mấy chị coi thử nè. Chị coi có mũi cao, em thích trai mũi cao. Ồ, thích trai mũi cao, mũi em đâu có cao lắm đâu. Hình nhân giống đúng không? Dạ, đúng rồi, chính xác. Giờ cái mắt kiến lên coi cái mũi cái chết rồi. Thôi, chết cái này xẹt luôn, xong. Chào bạn. Chào chị. Cũng dễ thương. Cái này mắt không có lé mà mắt hơi cận. Mũi tẹt. Làm chê là dữ vậy. Thì nói đúng sự thật. Tổng thể là rất là ok. Tổng thể thì ok. Nhưng mà từng nét thì chưa biết. Hàng hiếm ở nhà còn zin đấy. Thì đó, cái đó phải coi lại nữa đó. Cái đó không biết làm sao mà tính đây nè. Sao kỳ vậy? Là không có hẹn hò gì luôn hả? Dạ. Không có hung cái nào luôn. Chưa luôn chị. Nó nhỏ, nó nhỏ. Dạ. Lát chị tạo điều kiện cho hung cô bên này dám không? Vậy nha. Yeah. Anh để lĩnh thần thể hiện bằng ông nha. Yeah. Chứ không tôi bắt không quyền linh á. Dễ thương em. Nói chung mũi không có cao mà thôi không sao đâu em. Bây giờ mình đi sửa mũi. Vậy đi. Rồi để anh xem cô bạn gái bên đây thế nào nha. Wow. Chào bạn. Rất là dễ thương. Tóc bùm bê hả? Quê bạn thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Yeah. Rồi bạn trai bên đây ở đâu? Chắc Sài Gòn anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Nào xin mời, kéo màn lên. Bạn thích người con gái đẹp không? Thích anh. Thích người con gái trang điểm yểu điệu không? Điệu đà không? Không, đơn giản nhẹ nhàng thôi. Đơn giản, cụ thể là sao? Thì là sẽ là đẹp thôi, không có nhất thiết phải như đẹp nhà son phấn, em không thích cái đẹp đó. Không thích son phấn? Dạ. Thích sơn tay không, chân không? Không. Thích sơn lỗ mũi không? Thôi, chúng ta sẽ gặp nhau, xin mời. Chào em. Hỏi em ráng đi rồi lát tôi tạo điều kiện cho, tôi hứa đó. Chữ nghĩa bài hết trơn chị ơi. Vậy thôi để em hỏi cho. Dạ. Vậy sau khi gặp em, anh có cảm thấy thất vọng không? Em dễ thương anh tưởng tượng nhiều. Em có sở thích là đi những quán cà phê lãng mạn hay là đi những cái nơi nào mà nó ít người không? Dạ, cái đó là sở thích của em luôn. Em là thích đi những quán cà phê đẹp đẹp rồi vô trọng tự sướng. Đúng rồi. Ủa tự sướng? Vô là sao em? Tức là vô chụp hình đó chị. Nói cho rõ chứ. Giống anh cũng có sở thích tự sướng. Rồi sao vô chuyện tình yêu đi. Em hỏi anh cái này vui vui xíu. Đó là khi anh chở bạn nữ đi xe ngồi sau lưng mình á, là anh có hay một tay cầm lái, một tay đặt lên đùi bạn nữ không? Cái này anh chưa có trải nghiệm sao anh biết? Đúng rồi, ta chưa có mối tình nào, em hỏi gì cũng thách đố người ta quá. Hỏi khó không? Thích chứ anh? Trời, em không thích nha. Hỏi chút xíu nữa mà nếu mà đồng ý hẹn hò có cho anh hôn cái cho chị Cát Tường coi không? Hỏi đại đi. Chị gầy. Có muốn hỏi gì anh nữa không? Bí rồi chị Tường ơi. Nhanh đi, còn một phút nữa. Thẳng vô mắt, người ta kìa cứ đi nhìn đâu hoài. Em ngại mà. Hả? Ngại gì mà ngại, trời ơi, tay cũng cái gì vậy, buông cái tay ra coi. Thôi mình thông cảm, mình nè, hỏi để tay ra. Người ta chưa có mối tình nào, chưa có kinh nghiệm. Em có thích đi xem phim không? Đó là thích nhất luôn. Anh thì nhìn anh vậy chứ anh thì hơi bị sến, lâu lâu cũng sến bất chợt lắm. Không sao, em còn sến hơn nữa. Rồi. Nhìn em mặc đồ là thấy rồi. Rồi, nếu mà xong chương trình này á, em có đồng ý hẹn hò với anh không? Chắc chắn rồi. Tiếp, 30 giây cuối cùng. Hát rồi chị.
chữ nghĩa bay hết rồi. Mất hết chữ nghĩa rồi đó, em hỏi đi. Vậy ha, vậy câu cuối cùng kết lại cho chương trình này là mình bất chấp hết hẹn hò nhau nhơi với anh. Yeah. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. 1 2 và 3. Đếm gì nữa. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Nắm tay đó hồi nãy. Hôn. Hôn đi. Hôn đi. Hình như đây là lần đầu tiên bạn hẹn hò với bạn gái đúng không? Bạn cảm nhận như thế nào? Lạ lắm anh. Lạ là lạ làm sao? Sướng lắm anh. Trời ơi, nắm chặt dễ sợ luôn kìa. Bị hôn lên má cho đi. Tôi cảm nhận thế nào? Thôi anh. Thôi. Hôn má cái đi, hôn với bạn, hôn với không? Hôn đi.